vào túi bây giờ đúng không, mỗi là con bác nuôi vịt thì được đàn vịt thì bác mang đi cho mỗi nhà một con này đấy. Nhiều con nhiều cháu cũng khổ, túi nhiều lắm, cứ yên tâm. Đây đây, túi này nè, em có lấy vịt không? Không lấy 100 thì em không lấy, ít dầu đưa cho về các ông bà này. Dạ ấy quá đâu na, đâu na người bắt cho em vào cái túi cùng một cái túi ấy này. Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình về quê. Vâng, về đây là bác dâu trưởng của vợ. Và mình cũng không ngờ rằng là bác có cái lòng thảo như vậy. Đây bác dòng đỗ nuôi vịt và cá. Hôm nay chị chia hết cho mỗi em, mỗi con, mỗi nhà một con. Vâng, và bốn con vịt thì cho nhà mình là em và con của chị ấy. Đây là đội Quảng Ninh, đội 14 14Z này. 14B1. 14B1 và 14Z và 28. Đấy. Chiêm nó có quả bầu này. Bây giờ chị đang thì chia này, nhà thì quả bầu, nhà quả bí, nhà con vịt. Thế ạ. Hôm nay cháu vào nhá. Vào thịt vịt xong ăn xong về đánh tiết canh. Vụ này nghe cũng ổn ổn đấy. Đấy, ăn xong về. Xay tôi đến tận mai này nghỉ. Ừ. Xít 4 cân con vịt. Nuôi được con vịt 4 cân là bác mang đi cho. Ôi với lô với con cá vào nhập hết cho người. Lấy cái gì? Cắt cái móng phải đã. Từ 2 đến 3 đến tôi đùa luôn. Quay này chị ơi. Tao chặt cái này đi có cầm không? Cuộn hết rồi. Hả? Cuộn nó vào. Cuộn nó vào nhưng muốn để cho lên cao một tí cho nó cuộn. Từ 2013 giờ bao nhiêu năm rồi, hôm nay mới xuống cái ao nhỏ. Mà anh vật mãi được một con cá nó làm trâu đi, như con trâu đất. Cá mẹ nó bỏ hết một bác chứ con. Ừ, ngủ ơi. Thái Hồng ngồi cho tớ nha. Bỏ con nhà con chiên với mai mị mai ngày em ơi, đi Quảng Ninh với chị nhá. Cái gì, cái gì? Hình như là có một quả. Đi dập dập. Dây. Bắt buộc chưa? Bắt buộc cánh rồi. Bắt buộc chân. Hình như của cô có to hơn của cô. Đây. Đây hai cô cháu đang ganh con vịt đi. Hơi mắc cân, mắc cân. Bây giờ cả 5 cân thì nuôi 5 giờ hàng 5 giờ. Nhưng mà này cho bao cái gì nó dậy. Nó dậy nó rách thôi cô đấy cô. Cho anh chân nó lại là được. Dậy thì tí mà chết. Cánh rồi. Một cái như con mà nó kín ơi. Về không chết được, vịt sống dai. Đừng có nói sống dai. Hôm mang ra nhà chiêm mời con thích bố. Hành trang lên. Tiếp 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 tiếp. Hả? À? Dạ. Mang ra cho cháu này. Bên kia. Bên đây là có dâu chia. Chứ một nữa. Ông lại quay. Chỗ này của nhà khác. Sắm ở đây nấu ăn phần. Không, mình cũng có được một con. Mở sắm tay, mở tay. Ăn con nào. Dạ con nào thế hả? Hai đứa thế thì cầm cân. Cầm cái cân. Cầm cân. Rồi. Để bán. Con cho cháu toàn ăn đỗ sạch thôi. Đấy. Con cháu nhà bác là ở đâu? Con cháu ở Hà Nội, Mỹ, Quảng Ninh. Đấy. Hải Phòng. Nó hôm nay về con là vừa chảy dưa chuột này, vừa chảy đỗ này, vừa rổ rau này cho mỗi người một ít. Ăn đỗ sạch rau sạch luôn. Quý vị và các bạn chúng ta nhìn thấy lòng thảo của người Hải Dương.
Đây dòng một luống đỗ như thế này mà hôm nay chảy tất cả cái luống đỗ này để cho có nhà mình này với lại con gái của nhà bác này, xong bác lại còn gửi cho con dâu nữa. Đây quý vị và các bạn, chúng ta xem cái luống đỗ như thế này chắc là chảy hết khu này cũng phải được yến đỗ. Đấy, được 10 cân đỗ mà bác mang đi biếu rồi. Vâng, mít Thái này. Vâng, hồng xiêm. Đây là mô hình làm vườn của người Hải Dương. Và đoạn máng bên này thì lại trồng dâu cần. Đấy, quý vị và các bạn, chúng ta xem hồng xiêm cũng ra quả tương đối là tốt. Và nhãn thì bây giờ bắt đầu ra hoa, quý vị và các bạn ạ. Vâng, ở quê thì nó có cái hay là vậy. Vâng, người ta không nghĩ gì đến tiền nhiều. Vâng, nhưng mà có những cái món quà ý nghĩa cho con, cho cháu. Đó. Đây là ruộng dâu cần của chị. Đấy, vừa mới dâu cần này vừa cấy được mấy ngày. Vâng, từ giờ đến Tết là được bán. Đây là một cái đoạn con mương. Vâng, đoạn này cạn cho nên là chị dòng rau. Còn đoạn luống đỗ của nhà chị. Vâng, thật tuyệt vời đúng không quý vị và các bạn? Có những gia đình thì trồng được hoa quả như thế này thì lại lo để bán kiếm tiền. Thế nhưng mà nhà bác thì lại lo để chảy cho con cho cháu. Vâng, ở Quảng Ninh, Hà Nội. Chân quê như thế là hơi bị hiếm có phải không quý vị và các bạn? Đây, cây mít Thái bắt đầu ra quả. Đây, hình ảnh, toàn bộ hình ảnh dàn giá đỗ của nhà bác My. Vâng, và vườn cây, vườn mít Thái năm nay bắt đầu đang cho quả lứa thứ hai. Và hồng xiêm thì cũng đang thì có quả.